Yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đây Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại tiếp tục với tựa game Brick này. Brick là một cái tựa game mà trước đây mình cùng với team đã chơi rất là nhiều, cũng như là từ cái tựa game này đã sản xuất ra được cực kỳ nhiều tiếng cười từ team và khi các bạn xem video này rồi ha. Thì cái tựa game này nó theo cái thiên hướng dạng Lego và những cái đồ vật trong này đều là Lego hết đó các bạn. Rồi thì hôm nay game nó đã cập nhật là một cái phiên bản mới, nó thay đổi rất là nhiều thứ. Ví dụ như là các bạn thấy là giao diện súng nè, mình sẽ có thay đổi được những cái đồ của súng nè, rồi mình thay đổi quần áo của nhân vật mình, rồi nó thay đổi nhiều cái hệ thống khi mà các bạn spam xe các thứ á. Thì cái đó nó cũng hơi tốn thời gian để tụi mình tìm hiểu một trước, cho nên là hiện tại là tụi mình chơi bắn súng với nhau nha các bạn. Đây là chế độ deathmatch và sẽ chia ra hai team bắn với nhau. Thì như các bạn thấy là team mình là có những cái chấm ở trên đầu quỷ này, nó mặc đồ team bạn nè, còn mấy quỷ này nó chơi nó lột đồ nhau kìa. Này nào đây, này nào đây, cho 3 giây về chỗ, nhanh lên, đi về, nhanh Về lên, đi chỗ về. coi mới đó. Ê, trả đồ chứ. Mất đồ luôn, bây giờ team tôi đồ tùm lum luôn. Quỷ Ủa cừu gì nó mặc vậy? đồ team khác luôn kìa. À, đây là cái giao diện khi mà Ui. các bạn giết người á, các bạn bắn nhau, các bạn sẽ được Wow. cái tiền, và từ cái Chết tiền này các bạn tôi sẽ rồi. mua được súng bazooka, mua được súng nhắm, mua đạn rồi này kia ha. Ok, bây giờ Mua về chưa, nhắm vị trí rồi. chưa, chuẩn bị bắn nhau nha. 3 2 1 À. lụm. Ơi đi 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 đi. Me thiệt chứ. Ui. Yeah, nó nấp kìa. Mấy quỷ này. Ê. Anh Bạn ơi, này nấp cái gì me mà ghê tự lắm dưng anh tự nè. tím mà cái gì vậy trời? Sao sao bạn định gì, bạn Ui định làm gì mà. hả? Cùng tím mà sao Cùng tiêu đâu? Cùng tiêu hồi nào? Đeo Ấy cùng da, tím mà mặc màu đồ xanh lá vậy? cây á. Cái Mấy gì quỷ kia nó đổi đồ với nhau. Tuần qua bắn ghê quá rồi đó. Hồi Mà nãy có cái tầm tôi đứng tôi nói, tôi Mà thấy có mấy cái quỷ hô nó lô lọc đồ, xanh. nó đưa nhau tùm lum hết trơn. Ủa tại sao Mà mình có cái không có cái hô lô mà có mỗi cái gùi à? tại vì mình là bên kháng chiến vậy. Bà là bên bên phiên bên phiến quân. Thôi nói chung là tôi Tôi thường là thường bên đấy. được chính phủ cấp vũ khí. Thường đấy. Ủa sao team mình bắn ghê vậy? Team bên kia có 4 họ tính, là team bên kia tới 5 người luôn á mấy bạn không? Ơi, nào đấy, nào đấy, nào đấy, nào đấy. Anh gì ơi. Em móc team anh móc là team. Trời Ghê là gì? Sao mình hết tin tim hồn. cái gì? Tính ra team mình có Bắt tim 4 đồng người à. Dạ. Bắn đông thấy Làm tự sợ động luôn. làm đây. Ở có chuyện đằng sao có ấy. Ấy. Đấy, nào thục bánh Trời luôn ơi, nha. quế nhà luôn rồi. Chị chị Phá bắn nhà cừu không? Tới vậy luôn. Chị bắn cừu, chị bắn xuyên nhà luôn á. Thấy chị giỏi không? Không. Vắng bể Trời nhà người ta. ơi. Ý, cái gì vậy? Ủa Đâu à? Đâu mà nó ú dữ vậy? ba đứa luôn. Ủa Tôi sao thấy hồn bà rồi mà tôi nha. thấy thằng đằng ngáo nó ngay góc đường nữa chứ. Tim mày tao mặc đồ, tim mày nó không biết tao luôn kìa. Biết mà, tím mới là tím nhìn cái đầu á, tím nhìn cái trên đầu Màu á. xanh. Cha. Ấy rồi, chỗ A còn hàng xa xa kia kìa. Ôi. Hết Quỷ hồn. ngáo. Chơi nó toàn nó đứng ở góc, nó nhảy vô mà, góc nhà nhảy vô không à. Ai thì mặc đồ nhảy. Quà một quà bắn chị. Đúng Ôi rồi. mẹ mày. Tội. Ấy. Và mặc đồ khác tim tôi đổ hết hồn Quỷ đâu quá. vậy, quỷ nhân kìa. Đây, khi mà các bạn đủ tiền thì các bạn có thể mua được súng, mà mình mua súng nhắm, mà mình Chơi mua cái game. scope, Mà mình mua scope đâu khác. bắn ta mà Rồi mình bắn mua bể cái nhà. scope của mình cái đã. Xong rồi mình mua Cái thêm gì vậy? đạn. Sao đông quá vậy? Mình sẽ mua thêm cái Mì first nè. aid kit Bắn nè. chị mày làm gì hết Mình mua thêm hồn. đạn nè. Trời ơi. Chơi đau tim quá Hết hả? hồn, hết hồn. Còn nguyên luôn á. Trời ơi, cái scope 8. Cái scope 8. Xí. Bắn nó giật trên trời không à. À không có ai lại lướt đồ nha. Núp núp trong con quỷ nào núp tường Em gì hả? vậy? Anh Ủa ngáo sao nó mà làm thấy cái luôn gì vậy? Nó đứng trên cái góc tường nó núp luôn. Mệt mỏi á. thì mới Gì gì? Tôi lượm được cây bàn này. Tính ra là ơi. Ủa, tụi Ây luôn bắn da. hay thế nhờ. Chơi cái Ây hello nó vẫn dễ hơn chơi cái scope, nó khó thì thôi luôn á. da, Để khó hồi mình lấy súng quá. nhắm mình bắn cho các bạn xem. Ủa mày Tụi bắn tao trước mày không một dính, nhà tao tài bắn cái trợ nhiều chết. lo mà khó gì. Ủa tao còn có chút xíu máu nữa con quỷ. Ơ bên bên
đang nó lướt lướt đó ta. Cha nó thấy mất tiêu rồi. Chào bạn. Tôi đang định bắn bạn sao bạn không mua đi. Đâu, tôi thấy đạn sướng sướng cơ mà bạn ơi. Bạn mua đi rồi tôi bắn được bạn rồi. Ủa thằng này, ủa tim mờ. Ê. Trời ơi. Giống nhau. Dạ, thằng nào bắn tao hả? Ê da. Đâu ra vậy? Tôi á bạn. Ở đâu rồi? Nói đi, nói. Hả? Tú có xa lận gắn cái sự cốp 8 vô bắn. Ê da, quỷ cá nó lẹo quá hả? Quỷ cá nó lẹo quá hả? Vợ với nhau chứ đi rồi hả mày? Cáo tập da. Ok. Nãy team blue mình thấy đông như này không nè. 3-4 người đứng như này luôn. Quay qua không bắn gì. Rồi ta. Không có ai ca. Cước hà, do cái map này nó spam ngẫu nhiên á các bạn cho nên là... Đó, mình thấy là mình lụm thôi. Ồ chết, xong rồi lên đi bắn chết. Ơi, nào đây, nào đây. Ôi, bắn quá trời bắn luôn. Dũng còn nhiêu máu á Dũng? Ồ, trời ơi. Hèn gì, yếu xìu à. Bỏ hai phía luôn kìa. Té đập đầu luôn. Tao nhân lột hết đồ nhân. Ở đằng sáu kìa, đằng sáu có hàng không kìa. Ê, 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 ăn, 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 ăn. Ui. Lão giả ghê. Ủa vậy kìa. Ở đằng sau có người nữa hả? Ôi dạ. Chào bạn. Ở đâu dạ? Súng nhắm bạn ơi, súng nhắm bạn ơi. Ơ, hết hồn trời, thằng quỷ quà. Quỷ quà ơi, đừng quá. Bắt được rồi, tao giết rồi, tao lùi. Rồi yếu tiêu rồi ơi. Quen tay. Tự nhiên quả bắn cái hết hồn luôn. Ờ, trong đây nó chơi dễ bị yếu tim lắm nha. Ừ. Thằng nào tim thần mà chết à. Ây da, ây da. Ủa. Nó bắn nghe tính trống. Thằng đếp đâu ra vậy? Để giờ xung nhau đúng không đếp? Ui giời. Ây cứu chị nó giết chị kìa. Nè vô chơi súng nhắm nè. Súng nhắm nè. Ồ. 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 Ây da, từng coi kêu rồi, tới kêu Dũng mà ăn được. Trời ơi, cùng giết 6 chết 23. Chết rồi cụ ơi. Ơi, nó thuộc loại khủng tim ông rồi đó. Khủng long á. Ây da, khen sắp chết rồi. Đẹp đúng không, đẹp đúng không, lên đây đẹp, mồm mồm này đẹp. Mất máu à. Ủa, mắc cười quá, anh thấy em à. Rồi ta. Rồi dân chơi hay súng nhắm rồi. Chim trẻ gọi đại bàng. Đại bàng đừng để tôi thấy cái súng nhắm tôi lụm đấy. Ôi lụm dùm luôn. Ủa cái súng nhắm nhiêu tiền ta? Mắc lắm á, mấy tỷ á. Quỷ đếp nó nấp đâu ơi. Đếp nè. Nấp và đếp. Chị ấy ai bắn gì vậy? Má, nó bắn dữ vậy má. Nào bắn bazooka hay gì á. Ây da, quỷ khen. Ây da, thằng quỷ nào bắn. Cái cây súng này nó bắn không có giống như mấy cái súng khác nha các bạn. Và bắn một viên vô người nó vẫn không có chết. Hai viên mới chết. Ủa đâu hả? Đây nè. Ơi. Chó. Ê đừng có lụm xuống. Đừng có lụm. Xuống tôi, xuống tôi. Xuống tôi. Nó về rồi, nó trời ơi, cái súng lục nó yếu dữ vậy, súng lục bắn thường viên luôn kìa. Ủa, súng lục bổ yếu chứ gì yếu. Trời ơi. Súng tôi, ôi mất tiêu cái súng luôn rồi. Trả cái súng nhắm đây. Mấy khứa này. Cái đầu lùi này nó khó bắn, nó nhỏ xíu quá các bạn. Cái súng nhắm, ế nào mất đây à. Ôi giời ơi, nhắm. Ơi, lúc không kịp rồi. Cái này nó không phải như bên Bungie mà các bạn bấm tab rồi nó sẽ hiển thị khâu đồ mà nó. Quỷ nào đây? Núp hả? Đâu đó mùi cà khè. Núp hả? Gắn gì? Tính ra mình thấy cái đồ nó cũng hay. Nó rồi. Đợi đó. Có cách nào mình hết hồn. Ủa nó gắn nguyên cây bazooka trong người. Chính mạng luôn kìa. Lúc đồ. Lúc.
À tôi biết cây súng nhóm này rồi, bạn đợi đó, bạn đợi đó. Mới ra bạn đợi đó. Quá dưới đường. Chào bạn, trả lại cái súng nhóm cho mình. Hai kêu một kêu nữa, một kêu nữa, một kêu cuối cùng. Một kêu cuối cùng. Bên em mà anh. Bên tôi mà. Ủa anh bên xanh mà em. Ủa, bên mình thua á. Ừ, bên blue đỏ, bên mình xanh mà, gì vậy? Rồi. Brad won the match. Mình 31 kêu thua và một kêu. Cô giết 7 chết 30. Một con số mà phải nói là team gánh cộng lưng tính ra hơn là có 3 thằng quỷ top, nó còn gắn gồng ở thằng 30 kêu. Ôi em chết kìa, em chết ít chút. Và top 1 luôn kìa, đừng đùa với Quà, Quà bắn hơi bị đỉnh. Blue lấy con taxi. Ê, xe này có 4 chỗ à, xe này có 4 chỗ à. Còn ai đâu. Chia ra thêm chiếc nữa, Đây đây, lên đi, gọi lấy chiếc đó đi, lấy chiếc khác. Hiện tại là mình qua chế độ mới nha các bạn. Và chế độ này thì lấy súng thoải mái. Nhưng mà có một cái là tụi mình sẽ đi xe với nhau. Đừng có nháy, lên ngồi đi. Đi, té chết á, té chết là chết luôn á. Chết luôn. Rồi mấy bạn, đâu rồi. Mình sẽ chơi truy đuổi Fast and Furious. Các bạn, mày biết chưa? Tôi sợ bắn chiếc xe ra tôi chạy họ nó lăn 380 dặm với chịu quá. Đấy chưa Dũng. Thấy nè, cứ địch nè. Ê, nó chơi con xe bự chản à. Alo mấy bạn ơi. Mấy quỷ nó chơi con xe bự rồi, tim tôi nó bị hư xe hết trơn rồi, chán thiệt. Có ai nghe cái tiếng còi nó hú không? À, cái gì chơi xe tăng vậy? Nó chơi xe tăng kìa. Quỷ nữa chơi xe tăng kìa. Rồi. Quỷ đang chạy xe chạy xuống xe. Nhu hả mày? Bắn đi, chúng ta bắn đi. Ôi bắn hộ luôn. Các bạn cập nhật mới này các bạn, cái con xe trong rưới chạy nó rất là vô lý. Nó lượn lắm. Nó còn như hồi trước nữa. Anh em chết mấy người, còn xuống, mấy người. Xuống múc anh em. Ủa trên xe nó bất tử kìa, bắn bất chết kìa. Quỷ tức ly này. Bắn nó. Thằng nào đây? Bắn. Rồi chết rồi chết. Chúng nghĩ là. Rồi. Ủa mình không chết à. Nè, quỷ này nó bị xe nó ủi nè. Còn không phải blue anh ơi, cố lên. Đi lên xe. Ờ luôn chết rồi. Chưa. Lên xe, rồi lên xe. Gì vậy? Có quỷ nó chơi xe tăng á, cù giống ai chứ. Mình luôn vậy luôn á, mình luôn. Cười không con chuột luôn á trời. Quỷ này nó đứng, à rồi, biết rồi. Bây giờ bên mình đâu có bazooka đâu đúng không? Con xe bắn ngọc. Nó nằm ở trên cái tòa nhà cao nhất á. Đường này bánh xe nó có bị xì nè. Xuống cả, mỗi lần trước cũng có. Ê, xe tăng kìa nè, bắn xe tăng trước nè. Bắn xe tăng trước. Bắn gì vậy? Đi thang máy xuống hả mày? Mày đi thang máy mà còn ngắm cảnh hả mày? Ơi, xe tăng kìa. Ủa, tính ra cù bên tôi mà giờ thằng nào chơi xe tăng? Khang. Ui ui. Ơi, nó chơi xe tăng thì sao giết nó được? Chơi gì đến cuối vậy? Trời ơi. Còn mình blue trên này nè anh em. Đi. Ủa mà bắn tao à? Ok. Lấy cái gì đó nổ nổ tòa nhà đi chi. Giờ đâu có gì, hey, con xe tăng nó nổ mất tiêu rồi. Xe tăng nó còn. Bây giờ nổ tòa nhà này blue chết chắc luôn. A little longer than a few minutes later. Ê nó bắn xuống kìa, nó bắn xuống kìa. Xạo quá anh ơi. Rồi xong. Ơ, quỷ này nó chơi điếm quá à. Tao đâu có bắn nữa. Điếm à, nó đứng ở trên lúc mà mình đi lên nó bắn mình chết luôn kìa. Nè, bây giờ phải làm sao mà nè. Cụ ơi. Cô đi lấy xe tăng. Tăng nó mất tiêu rồi. Tôi hết đạn rồi. Ủa sao cô chết? Ông nó chết rồi gì? Không đúng nó chết mà. Ủa đâu có đâu. Nó còn có mỗi súng lục à. Nào. Đạn đi chị, giữ đạn đi, đừng có bắn kia cục vậy. Hết đạn rồi. Ok.
Cái gì kỳ cục vậy? Ê, tao đầu hàng nhí ơi. Đầu hàng nhảy đây, nhảy lầu đi, đầu hàng nhảy lầu đi. Nó dùng cái súng xuống kìa. Nó dùng cái súng lục xuống luôn kìa. Thôi vậy thôi, mình lên mình chiến với bạn. Quý thì nó rớt. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ chơi tiếp một trận, là vì lúc nãy nó bị lỗi game cho nên là không có hoàn thành được cái trận lúc nãy ha. Và ra vô lại thì hiện tại là mình đang cùng team với Blue, Dũng, Khang và Hoàng. Còn bên kia là có Cù, Diễm, Đếp, Ngáo và Nhân. Đi thôi, mình đang đi. Anh thấy khẩu súng xịn không anh? Ê, Quý xe biết tới kìa. Chạy đi. Quý, Hoàng, ta chừng bắn thương cái kiếm xe anh vợ ơi. Ôi, bởi kiếm luôn mà. Bò cái kiến xe mất tiêu rồi. Quý cái quẹ nó bắt xe luôn. Nó rồi, đừng có đi mấy con nó khoái ham hố lắm. Tên chuyện công trình thứ nhất ta. Thêm mình xe chiến rồi. Ê, có xe con kìa, có xe con kìa. Súng bút nó, súng bút nó. Ủa. Ai biết. Con khổ quá. Ai biết đâu đấy, xe chạy tới. Ai đi móc bụi đó vậy? Người ta là đang đi tuần nha, cái này đang đi tuần nè. Ai mà đi ra đường, bước chân ra đường là bắn chết nè. Đường nhóc. Đấy. Tôi để ấy. Ủa xe mình thắng là bị ngon luôn, tại nó chậm ghi à. Phanh cái nó dừng liền. Đấy. Ủa rồi tiêu mấy quỷ kia nó trốn đâu trơn, không chơi trốn ở nóc nhà nha. Anh tới ở nhà nè. Ủa sao lại ở nhà? Sao lại ở nhà? Kìa, Dũng nó giết. Ủa Dũng nó giết được Cù với lại Nhân kìa. Ủa mà Dũng bên ai vậy? Anh ơi con này nhà quá đây, nó không có đi nó vui mà. Đi nó vui nè. Con xe tải bự hay là bự của nào kìa. Không biết nha bạn, tôi là tôi đi xe tải nhưng mà xe tải nhỏ chiếu à. Ê bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Nó bên kia, nó bên kia, nó bên kia, nó bên kia. Bỏ lũ xuống hố luôn rồi. Trời ơi. Ủa nó còn sống không? Ê nó còn sống á, nó còn sống á, nó chưa có chết đâu. Vậy chưa có chết đâu à? Mày sống mày. Quý quá. Mệt lắm. Lấy mày vô ca nó bắn nổ luôn. Ê kìa kìa nó, 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 kìa nó. Rồi 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 rồi. Thôi Đếp chết rồi. Rồi bây giờ mình với Hòa sẽ đi tuần trên một cái con xe, xe này xe gì ta? Xe nửa tải. Ê địch trước mặt kìa, địch trước mặt kìa. Sao kìa? Ê, nó mới lượn lên công tóc kìa. Nổ, nổ cái kính đâu nè 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 nè. Tao nói rớt cái xe xuống nổ nè. Nè nó rớt ra luôn rồi kìa. Anh em quà quà bút đó quà. Bắn bắn bắn. Đi đi đi. Đây là biệt đội đi tuần nha các bạn, ai bước ra đường là bị bắn nha. Bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Ê nó bắn xe mình kìa. Hay quá. Trời xe gì kìa, xe chống tăng kìa. Này lần Đếp rồi. Ê cái xe mình nó chảy quá. Ủa trời chi xe tăng kìa. Xe sắp tăng kìa, bắn không nổ. Cái xe nó rời. Cái xe nó tự chạy kìa, chặn lại luôn ơi. Chặn lại, chặn lại. Ê đừng có ủi. Rồi nó tụng vô chặn. Rồi xong luôn bánh xe tôi luôn. Ok đi được, đi được, đi được. Coi coi coi. Nào đây. Nào. Em. Ủa con quỷ nào chơi xe bự chảng vậy? Kìa, con xe đen thù lùi luôn kìa. Xe chống tăng á, anh bắn không chết đâu, bắn không nổ đâu. Ồ, chơi vậy anh chơi. Trời ơi, tao nói đi với xe nhỏ nhỏ nó mới vui. Ây da, ây da, cái tiếng. Thôi, kệ đi, tao đi tìm. Ê, đi, 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 quay, quay, bắn nó, quay, bắn nó, quay, quay, quay. Đúng thế mà, đợi chạy thẳng, chạy thẳng, chạy thẳng, chạy thẳng. Tại cái kiến nó không có luôn quà. Kìa, kìa, nó lên xe nó ngồi, kìa, nó lên xe nó ngồi, kìa. Nó lên xe nó ngồi, bắn nó. Đó. Ủa em phải nhảy xuống chứ. Là ê còn con muốn xuống PC nữa kìa. Con muốn xuống PC nữa kìa. Cái thằng lái này, cái thằng lái này, cái thằng lái. Ủa mà lưu về bảo chết luôn à. Chết được tao sống già lắm. Ok tiếp tục nha các bạn. Bây giờ mình với Hòa vẫn đi con này đi tuần nha. Bây giờ bắt bên tụi bên kia. Đi đi đi. Rồi xe em 4 chỗ nè. Thôi anh thích đi xe này hơn, nó thoáng mát hơn. Đi đi đi. Nhìn lên, nhìn lên. Xe nó chạy kìa. Bắn nó. Ây da, ây da. Đừng bắn cái nắp xe mọi người ơi. Rớt cái nắp xe luôn. Giục nó ra. Ê nó xuống xe, nó xuống xe, nó xuống xe, nó bắn mình, nó bắn mình kìa. Trời ơi, Quý Khang. Ây
ơi. Trời ơi. Đây con xe kia nó chết chết. Ơi nó bắn tôi đau quá. Ê nó có súng nhắm, nó có súng nhắm, nó có súng nhắm. Ê trong hẻm có con xe đó kìa anh em ơi. Ấy là Duy ơi, giờ sao? Đừng để tim mình thất thủ rồi, đừng để tim mình thất thủ rồi. Bên phải bên trái vậy Duy. Ơi, ơi, thằng nào bắn xe tăng đúng không? Đẹp bazooka hả ta? Cái sập nhà ơi. Một bé nè, hi hi hi. Kìa. Thằng này là thằng nào? Rồi rồi rồi. Còn nào nữa, còn nào nữa? Hay có xe chuyên dụng, xe chuyên dụng. Nissan luôn. Xe chuyên dụng, xe chuyên dụng. Lên xe, lên xe. Có nghe tiếng bắn đùng 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 không? Xe hết chỗ rồi Hàng ơi. Ê đừng có bắn tim chứ. Ây da. Nó chơi bị kẻ vậy. Hết hết chỗ rồi, xe có hai chỗ rồi em. Ở hình như còn nè. Được được được, lên lên lên. Còn hai ghế sau kìa. Không mua được anh ơi. Rồi thôi đi bộ đi em, anh đang tìm cái thằng quỷ nó bắn đùng 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 nó đây. Có kia nè. Nhà ta. Nhà kìa. Đó ở dưới. Chú mặt kìa, chú mặt kìa. Đâu? Cái đầu dưới chân vậy. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy thấy thấy. Trời ơi, nhân ơi rồi. Hồi nãy hai người sao ghê đây quấn vậy. Trời ơi, ở trong xe sao không bắn? Không, chém tới chết rồi em. Bị bắn mà, nãy bị bắn mà. Ba bốn đứa ngồi chiếm xe đó bị bắn quá nhiều bắn luôn. Alo. Alo, cái tâm đâu cũng người mà bắn cái gì vậy? Quỳ này nó bắn súng gì ta mà nó bắn đùng 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 hoài vậy? Rồi, hay quá. Hay quá, hay quá. Sạch đúng không? Sạch đúng không? Quà đâu rồi? Lên quà. Em muốn lái không? Em muốn lái không? Không, anh lái đi để em bắn ba dụng nha. Ê, bậy, bậy, bậy. Bắn nó đổ xe luôn rồi. Không, em thử cho anh coi nè. Được, 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 được. Ê, nhưng mà con xe này nó trước nha, nó thụng duyên là hai anh em mình đi bụi á. Ơi, quà, đừng, đừng, đừng. Cái tí chứ. Nào như vậy? Quỷ nào điên xe, siêu xe gắn động cơ V12 hay gì? Ơi, vậy? Quá. Wow. Sao tự bắn nổ mình vậy chi? Quá, wow, em tự hủy đúng không? Quỷ qua nó bắn một một phát kia rồi mất cái thùng luôn rồi. Rồi xong. Lắc luôn rồi. Mệt. Trời ơi. Ê, trước mặt có con xe kìa anh em. Trước mặt con xe kìa. Xe nhỏ xíu rồi, nó chạy nhanh quá. Nó chạy nhanh quá. Đừng nghĩ đồng chí xuống xe. Rồi, đồng chí đã chết. Kìa kìa, chứ mà có thêm chí nữa kìa. Chứ mà có thêm chí nữa kìa. Nè, nói chung là bazooka chứ khi nào mà người ta leo lên nhà mà nó bắn thôi. Chứ đừng có lạm dụng bazooka quá, không vui. Dạ, đúng rồi. Rồi, tới lượt Nguyễn Khang đi, con này con nghe nó chết nữa. Khang ơi, là Khang ơi. Khang ơi. Không biết là mình còn lấy xe được nữa không quà. Không biết là mình còn lấy xe được nữa không quà. Hình như được á. Mệt mỏi quá không biết. Được. Đi. Lên. Đi. Tự hủy. Không có chơi chọc gân nữa nha. À không có chơi bazooka nữa nha. Chơi kia thấp thường á. Rồi đâu rồi tiên bạn bên kia đâu rồi. Ê ê kìa kìa kìa. Hai chiếc. Ê hai kia nó ngồi hai cái đầu chọc lóc kìa. Hai đầu chọc lóc kìa bắt. Tại sao? Nó nghĩ đi con xe mua nhà. Này thì đi mua nhà. Con xe nó chạy hoài luôn. Mệt. Cái còn không còn. Bên kia còn ai không? Bên kia còn. Ê còn quỷ điên phương rồi nè. Cái chỗ xe đen á, chỗ xe đen. Mệt. Bắn ca vô. Ủa đâu rồi? Xạo vậy. Ủa đâu rồi? Ủa ngã chết luôn hả? Xin được hay vậy. Tôi mới cười hàng cho xin lỗi cho hỏi danh tính hàng quỷ đi xe kia là chiếc đứa nào á? Em với Nhân. Kệ đi, kệ đi, kệ đi. Bỏ con Khang này, bỏ con Khang này. Ok, tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình vẫn đi con xe này tại vì con xe này nó là nó khá là vui. Không thể nào mà không đi con xe này được. Xe tuần của tụi mình. Xe mới đi không gì mà ngủ. Không, ngáo đâu rồi. Tao thấy đường mẹ cái nữa, nữa quá. Sao nãy không bắn cái lúc mà mình chưa có chạy á. Kẹt cái kiến rồi. Canh vừa lúc nghe quẹo cô bắn người bể kiến. Nãy trước mặt này nè, nãy tao thấy cái đường đạn trước mặt này nè. Chạy đi ngõ, nhanh lên ngõ.
Rồi biết con xe có chút xíu rồi cộng ba thằng vô chạy khi nào. Thôi đừng, đừng có leo lên, đừng có leo lên nhà chơi nó không có vui, chơi nó không vui. Cái mẹ khoái đi trốn rồi, chơi phải đối mặt chứ. Ủa nó hả, nó hả, nó hả? Cái gì ghê vậy bạn, tin vậy bạn? Trời ơi, mày đứng phải qua được mặt tao hả? Kìa bắn nó, bắn nó. Đấy, bắn mới sợ, bắn tuột dưới luôn. Xe tôi chạy có hạn, từ từ thôi. Nó trốn đâu rồi? Gì đó, bên trái, bên trái, bên trái. Trái nữa, trái nữa. Ê, kìa. Non điệt chứ gọi chết luôn hai lần kìa. Thằng nào nó nổ nút nhà kìa. Rồi nó lao xuống rồi, nó chết luôn rồi, nó chết luôn rồi. Chết rồi, chết. Kìa, nguyên xe bự chảng luôn kìa, nguyên xe bự chảng luôn kìa. Đi 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 đi, đi lên xe. Hoàng, lên ghế sao ngồi đi Hoàng, khang nó dành rồi. Vẫn hay đó, làm sao làm đi. Gì á, nó cười mà luôn. Bóp chiếc xe ngồi đúng rồi. Té bây giờ quá mà. Quý Khang kìa kìa, không thấy xe trước mặt không, mình chán không kìa. Khi nào xe mình chạy tới không? Yuka nha anh, xe bự quá, bây giờ lại bao Yuka đi. Chưa, từ từ mình bắn bể xe nó trước, mình phải yêu cầu nó tóc vô chứ. Bắn bể xe gì, bắn bể gì? Bể xe bắn bể được mà, ở đâu mất tiêu rồi? Để được rồi. Có đéo rồi. Hả? Làm sao để đỡ góc nhìn vậy? Chậm chậm đợi coi. Không biết. Không biết nữa. Không biết nữa. Ê, chậm chậm đợi coi. Mũi tên dưới đó. Thôi đừng có bắn lên trời nữa Khang ơi, bắn bị lộ vị trí Khang. Ơ, thằng nào kìa, thằng nào kìa, thằng nào kìa, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Bắn gì chứ hoài. Khang ơi, lên xe, ê, đúng rồi, Khang lên cái thùng đứng luôn á Khang. Ê, nó lật, mất lái rồi kìa, nó mất lái rồi kìa, mất lái rồi. Lên, 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 lên. Bắn lộ á. Nè kìa 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 kìa. Biết ngay. Đẹp ơi, anh biết được đường đi nước bước của em đấy mà. Xe bự đâu. Ê kìa 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 kìa. Xe nó bự chảng kìa. Từ nha anh em, từ từ, đừng có bắn, đừng có bắn. Nhân nó bỏ xe rồi, Nhân bỏ xe rồi, Nhân bỏ xe rồi. Vậy là nè, anh em mình từ từ nè. Không, cầm súng đi. Có gì là mình nhảy xuống liền, chứ đứng trên xe nó liền phát là hai cái đầu rớt xuống giống như hai quỷ đi mua trần nãy á. Ai mày. Kìa. Ơ à, kìa, làm sao vậy? Ờ, nó bắn tôi, nó bắn tôi. Ôi, nó bắn tôi rồi, tôi bị ngủm rồi. Ôi, nó lấy cái gì nó bắn á. Bazooka. Nủa cho bazooka hoài vậy? Ờ, súng nhắm, súng nhắm, súng nhắm. Nhắm mà. Cộng đi, súng nhắm mình sợ gì, súng nhắm mà trời ơi. Rồi, chết rồi, chết. Hơi tính ra quỷ nhân canh hai thì cứ bột phát tôi chết luôn. Đang ngồi trên xe mà các bạn chết là cái xe nó tự chạm chồng các bạn. Mệt rồi. Ok, chơi ván cuối nha các bạn. Coi như là nãy giờ chơi cũng nhiều quá. 7, 3 là 10 rồi. Còn ngồi chơi được trăm ván trong này chắc nghỉ. Nhanh em nè. Ừ, hồi em bị bay đầu tiên nè. Đó, 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 đó. Cái gì vậy? Ê, ê, ê. Có, đằng trước nó chèn nguyên. Nguyên con xe, ê lẹ luôn ơi, lẹ luôn ơi, lẹ luôn ơi. Mình chơi 1-1 nè, 1-1 nè, nè nè, vô nè. Phải, anh dâm ba con xe này mình nói, mình xài không hiểu không? Phải, cái gì vậy? Ê, cái thằng tài xế, thằng tài xế. Thằng tài xế. Hay. Cháu à, xe này 4 thằng rồi. Còn cái bánh trên kìa, xảo kìa. Phải lý rồi, em ơi. Dì ơi, đây có cái bánh này dì. Thôi đi bộ đi anh em. Bộ. Nè dì, tao đưa mày cái bánh này dì. Cố gắng vô lại đi. Ôi trời ơi, mặt nó chứ. Ê đi được, xe đi được, xe đi được, xe đi được. Xe vẫn đi được. Xe được à? Lẹ vậy nên lẹ đi, đang chạy thải chết nghe. Dì lên, dì lên. Bây giờ có lên không? Rồi, con quỷ kia nó lẹ lên. Nó mệt ngáo. Lẹ lên dì ơi. Lẹ lên, trời ơi. Cái gì vậy? Ông bà nó dừng lại luôn. Mệt mỏi. Đừng có bắn, đừng có bắn, đừng có bắn. Mình lộ, lộ. Bắn, tao đang trên nóc nhà đó. Xe mình nó êm lắm rồi. Mình đừng có lộ vị trí như vậy. Đừng sao kìa. Có hai. Xe ba bánh. Mẹo cái nó chổng ngược luôn.
giờ sao cho nó được không? Không biết nữa. Ai đẩy cái, ai đẩy cái. Ê đừng có bắn, tôi lỗ đầu tôi chết á. Ê anh em có cái tiếng xe không? Có. Dưới nè, cầm cái bánh đi theo đi. Sau nhà, sau nhà, sau nhà, sau nhà. Đi. Không có hả? Đi chung đi, đi chung đi, cái gì chết chung. Tèo, tèo. Coi chừng cái. Lẹ vậy. Anh em. Coi chừng cái khu rừng Củ Chi này nha. Ủa nó chạy đâu lẹ, chở thằng quỷ này. À, đây, đường cũ anh em, có thằng quỷ ở giữa đường nè. Tên nó bắn quỷ xong tại nhà cao kìa. Bayoka. Tại nhà cao có nữa hả? Rồi tới công chuyện luôn. Team Bayoka tập hợp. Tới công chuyện. Bắn mấy nhà đi, bắn mấy nhà đi. Bắn đi, bắn đi, sập mấy nhà là được. Anh đi săn quỷ này, cái nào dưới đất có con quỷ. Ở đâu rồi, có mấy đâu ta? Trên tòa nhà cao á chị. Dưới đất này nè, bên này nè, hướng này nè, nãy có một mắm thôi dưới này nè. À đây. Rồi, ơi, sập hai căn luôn vậy. Bắn căn mà sập hai căn luôn vậy. Đây da, biển đếm bắn ơi, biển đếm bắn ơi, anh em ơi. Các đồng chí của tôi. Đếm không có chọn không. Đó, không. Quỷ này nó ở dưới kìa. Dũng ơi, kìa cái thằng đi bộ kìa, thằng nào á. Nó gớt rồi. Rồi, xong thua luôn. Đâu hả? Nhân một, đếm một. Rồi, tim được này thua. Rồi, tim thua. Trời ơi, tự nhiên mấy đứa này nó bắn ngôi nhà chứ. Không, ngôi nhà có một, nhưng mà ở dưới đất có một nữa. Thì mình đi ở dưới đất đi. Quà còn sống hả? Tiếp quà còn sống hả? Bên trái rồi quà. Chạy đi, chạy hết máu rồi. Rồi sau lưng coi như cuối cùng tôi tụi mình cũng bị người khác đánh bại. Tôi thấy thằng đếm nó chạy từ xa rồi. Cái lúc mà tự nhiên quỷ nào bắn sập nhà, cái sập xuống cái nó bắn tôi chở mặt. Tôi định bắn thằng đếm trước, rồi tôi mới bắn thằng trên cao mà chưa gì nó xạ xuống biết gì luôn. Lúc mà đứng xa là bắn được đếm mấy viên rồi, nhưng mà chạy lại gần cái nhà sập xuống cái vừa quay quang đếm bắn luôn. Lẹ thiệt chứ. Rồi ok, vậy thì bên đây mình sẽ phát tận đây. Rất là cảm ơn bài tập hôm nay của từ Game Rick này. Hẹn bài tập sau, thực sự là hôm nay mình chơi rất là vui. Vui về cái, là thật ra là cái content của mình lúc đầu nó cũng không có ý định như vậy nè các bạn. Lúc đầu là tụi mình bắn súng này kia, nhưng mà sau khi chơi thử cái chế độ này cái mình thấy tại sao mình không chơi theo cái kiểu này. Có nghĩa là chia hai team ra đi xe nhau, thực sự rất là vui ha. Nếu mà các bạn có những cái ý tưởng nào đó về The Game Rick này ở trong tập sau thì các bạn hãy comment phía dưới nha. Mình sẽ xem, mình sẽ đọc, mình sẽ làm cho tập sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn, bye bye.